Thưa quý vị, giải cứu nông sản, cụm từ này năm nào cũng được nhắc lại vài ba lần. Bên cạnh sự ca ngợi tinh thần nhân văn, tương thân tương ái của người Việt, thì chúng ta cũng nhìn ra một sự bất thường đang tồn tại trong một nền kinh tế thị trường sôi động. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập là câu chuyện tìm đường xuất ngoại cho quả vải thiều khi mà niên vụ 2020 đang cận kề. Mỗi năm thì Việt Nam có khoảng trên 50% tổng sản lượng vải thiều được xuất khẩu sang gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc. Thế nhưng cũng có mặt cả ở những thị trường khó tính như là Mỹ, EU hay là Australia và mới đây nhất là Nhật Bản. Năm 2020 được dự kiến là sẽ có sản lượng lớn vải thiều được thu hoạch. Tuy nhiên, trước tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, tình hình cửa khẩu, giao thương hạn chế, thì thị trường tiêu thụ trong nước là hướng phát triển hiệu quả. Gia đình ông Phạm Quốc Long, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã trồng vải hơn 60 năm và tham gia trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ năm 2018 và cũng là một trong những hộ có vườn vải được cấp mã số vùng trồng đảm bảo điều kiện xuất khẩu đi Hoa Kỳ, Australia và châu Âu. Trước đây chúng tôi làm theo cái cổ truyền thì như vậy là có sao thì dùng vậy. So với Việt Gáp bây giờ thì như thế này chỉ đảm bảo được 50%. Còn Việt Gáp bây giờ khi chúng tôi được học hành và được chuyển giao khoa học kỹ thuật thì rõ ràng về chất lượng sản phẩm và cái giá trị của sản phẩm thì tăng lên rất nhiều. Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của quả vải thiều Hải Dương, hiện có gần 4.000 hecta trồng vải. Niên vụ 2019, sản lượng vải của Thanh Hà đạt 17.800 tấn và năm nay cũng được dự báo sẽ được mùa với sản lượng lớn. Trong đó, có những vùng đã được quy hoạch, cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu đi các thị trường Hoa Kỳ, Australia và châu Âu. Chúng tôi là quản lý rất là chặt chẽ đối với các những cái vùng mà đã được cấp giấy chứng nhận theo sản xuất theo Việt Gáp. Là đối với các vùng đó là chúng tôi thường xuyên là tổ chức các cái cơ quan chuyên môn đến kiểm tra và đôn đốc bà con trong cái quá trình sản xuất. Tuyệt đối là tuân thủ các những cái biện pháp chăm bón và phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái số lượng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình thông quan tại các cửa khẩu và việc nhập khẩu của người nước ngoài vào Việt Nam đang hạn chế đã khiến cho việc tiêu thụ quả vải gặp nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt là Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của quả vải Việt Nam. Ngoài cái thị trường xuất khẩu truyền thống như Trung Quốc và thị trường xuất khẩu như các nước EU thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch là tập trung vào cái thị trường trong nước, đặc biệt là các thành phố lớn. Sau 5 năm thương thảo với phía Nhật Bản, dự kiến năm 2020 quả vải sẽ được xuất sang thị trường Nhật Bản. Thế nhưng do tình hình đại dịch COVID diễn ra trên toàn cầu đã khiến cho việc đưa quả vải sang thị trường Nhật Bản có thể gặp khó khăn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang cái hướng là sẽ mời cái chuyên gia của bên Nhật Bản sang để kiểm dịch tại Việt Nam. Thế còn nếu không sang được thì cũng ủy quyền cho chuyên gia bảo vệ thực vật của Việt Nam để kiểm định kiểm dịch cái hàng đấy trước khi xuất khẩu sang bên Nhật Bản. Thời gian chín của cây vải chỉ tập trung chủ yếu trong khoảng 1 tháng rưỡi, trong khi đó chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thì quả vải sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Với tình hình dịch bệnh, các quốc gia trên thế giới hiện đang đóng cửa. Các địa phương đã xây dựng phương án, trong đó có phương án tập trung tiêu thụ thị trường trong nước.